Quốc có một vùng đất chuyên nuốt ô tô, nhiều người ngậm ngùi phải bỏ xe lại, cho tiền cũng không ai đến lấy về. Ở Trung Quốc, tuyến đường Tứ Xuyên, Tây Tạng là cung đường phượt yêu thích của nhiều người. Không chỉ sở hữu nhiều cảnh đẹp, cung đường này còn gắn với một hiện tượng kỳ lạ. Đó là có thể dễ dàng bắt gặp nhiều chiếc xe bị bỏ rơi ven đường. Một số còn khá mới, một số là những chiếc xe đắt tiền. Tuyến đường nổi tiếng đầy sự kích thích, vừa nguy hiểm vừa thú vị. Trước khi lên đường thì ai cũng háo hức, nhưng đi được nửa đường thì nhiều người chùn bước. Thậm chí có người không đi được một nửa đã phải quay về. Nguyên nhân rất đơn giản, xe hỏng và đường rất khó đi. Nếu ở một con đường khác, khi xe hỏng, chỉ cần nhờ người dân trong vùng hoặc gọi đội cứu hộ khẩn cấp là được. Nhưng với tuyến Tứ Xuyên, Tây Tạng, xe hỏng là một rắc rối lớn. Tứ Xuyên, Tây Tạng là một trong những con đường nguy hiểm nhất, nằm ở độ cao cao nhất và khi đi thì chầy chật, hành xác nhất thế giới. Đặc biệt, tuyến đường nằm ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, càng đi càng xảy ra hiện tượng xe độ cao. Ở đây gần như không có cửa hàng sửa xe hoặc không đủ gần, gọi đội cứu hộ chưa chắc đã có. Ngay cả gọi được cũng chưa chắc đã cứu được xe vì đường có thể rất xấu, xe có thể nằm ở vị trí khá hiểm hóc. Thời gian chờ có thể rất lâu, mà sống ngoài trời ở khu vực đồi núi cũng là một thử thách không nhỏ, ngay cả khi ở trong xe. Những cảnh tượng này không hề hiếm hoi trên tuyến đường này. Người dân ở đây cũng không có ý định lấy những chiếc xe này về bởi phí để kéo một chiếc xe hỏng ở đây rất đắt đỏ. Nếu chi phí chỉ như ở những nơi khác, chủ sở hữu đã không buộc phải bỏ xe lại.